Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Buri. Mình là Vi Tào Lão, chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là kèo hạng giữa Sang Phan Rang và Bad Boy. Sang Phan Rang 9m, còn Bad Boy 3m dưới đích. Trời, bắt nhạc đùng đùng luôn. Bóng ra ngoài một đều. Đây là kèo hạng những ngày cuối tuần. Một đều, một đều. Sang Phan Rang chấp Bad Boy 3m dưới. Đẳng cấp Sang Phan Rang lúc này các bạn cũng biết đó, thượng thừa. Lại là Bad Boy khi bóng ra ngoài. 2-1 Bi Bui. Đây là Lip Pro, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đau mỏi mấy gáy 145.000 một chai. Quảng cáo từ đầu mùa tới cuối mùa không thấy ai mua hết, toàn là sạch dầm không. Hai một. Lại là một pha tự sát tạm lát của Bad Boy. 3-1. Đây, thử nhạc kìa, thử vàng âm ly nữa. Băng kèm, băng banh kèm ha. Bóng theo 2-3. Tỷ số tại vậy là 2-3. Khơi không nói gì được. Xịt vô thò. Bóng tốt. 3 đều. 3 đều. Sang Phan Rang đang điều Bad Boy qua lại và qua lại. Bad Boy cũng không thể dạng vừa, đang gồng mình. Bóng ngoài 4-3 kia về cho Sang Phan Rang. 4-3. Ăn thôi. Quê à? Lại là Bad Boy kia bóng ra ngoài. Thật sự Sang Phan Rang quá dẻo dai. Tỷ số bây giờ là 5-3. Sang Phan Rang đang 5 và Bad Boy 3. Đây là kèo hạng nha các bạn. Bóng theo
4 năm. Năm đều, bốn theo. Bên bò chỉ có 3 mét dưới thôi, 3 mét cuối sân. Năm đều. Sang Phara lại kia bóng ra ngoài. 6 năm đang ghi về cho Bad Boy. Có cảm giác gì Bad Boy đang lấy lại thế trận được rồi các bạn ạ. Bóng ra ngoài. 6-7. 6-7. 6 đều các bạn ơi, xin lỗi các bạn, 6 đều nha. Ra môi. Cảm giác Samarang rất tốt, ghi vào vạch 3 mét liên tục. Bóng ra ngoài. 7-6 ghi về cho Safaran. Lại là Safaran phát bóng ra ngoài quá đơn giản các bạn à. 7 đều. Bóng tốt. Một pha quá khó giờ cho Bad Boy. 8-7 ngay về cho Safaran. Tám đều, bóng theo. Rượt đổi tỷ số với nhau, rất hoàn một cơ mà. Rất kịch tính, rất hay. Tám đều. Ôi cơm sao mà ra. 9-8, bóng lại theo. Chín tám nghiêng về cho Bad Boy. 12 đêm tới rất căng thẳng nha các bạn, rất căng thẳng. Bad Boy đang dùng chiến thuật. Lại một pha quá khó rồi cái Bad Boy. Chín đều. Bóng tốt. 19 đang nghe về cho Safaran. Yeah.
Mời trên. Và trượt chân dưới đòn của Saparang, mời đeo. Và trượt chân dưới đòn của Saparang rất tai hại, mời đeo. Mời đeo. Bóng ra ngoài. 11 người. 11 người. 12. Điểm số 11 người đang ghi về cho Bách Bôi. 12 điểm tới nha các bạn. Các bạn hãy chờ xem trận đấu đang rất hay. Rực đổi tỷ số. Sang Phá Ra là người tự sát tại Nam Lạc. Xin chúc mừng Bách Bôi. Đến 15, 20, 12 mới thôi. Đang cáp kèo và cáp kèo cãi nhau nha các bạn. Tỷ số 15 mới ăn thua nha các bạn. Cáp kèo và cáp kèo không hiểu nhau. Tiếp tục đi. 12 mới. Tiếp tục cho con 12 mời. Bad Boy rất duyên nợ với Saparang. Thiếu sẽ lắc xà lơ luôn. Quá hay. Bông tóc. 11-12. 11-12. Anh mạnh chút xe em ơi. Đang 8 á. Đang 8 chứ luôn á. 11-12. Lại là sang Phan Rang phát bóng ra ngoài. Đang tiếp cho sang Phan Rang. 13-11. Đáng tiếc cho Bách Bôi đánh phong không qua lưới. 12-13. Quá hay cho Saparang phòng bóng gì rồi. Tiếp tục vào phòng thủ của Saparang. Hiện tại bây giờ Bad Boy đang đào. Điều Saparang như điều đào. 14-12. Cảm giác như Saparang đang đuối sức rồi các bạn à. 14-12. 14-12. Mười ba, mười bốn.
13, 14. Để sâu được đổi với nhau quá ghê các bạn. 13, 14. Sao mà Rang đang đuối sức rồi. Và Bad Boy cũng vậy các bạn. 13, 14. 13, 14 rồi các bạn ơi. 15 tới các bạn hãy chờ xem điều gì đang xảy ra với Samarang và Bad Boy nha. Bad Boy đang tức pha bóng gì rồi. Pha bóng gì rồi có thể ra ngoài nha các bạn. Bad Boy chỉ có 3 mét đích thôi. 13, 14. Đáng tiếc cho Samarang. Kết thúc chương trình đại truyền hình đến là hết. Xin chúc mừng Bad Boy vào bờ an toàn. Hồi hộp. An toàn mà hồi hộp nha các bạn. 15, 13. Các bạn thay nhé. Xe và le xe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.